Có bao giờ bạn thấy một cảm giác trống rỗng bao vây mình? Bạn thấy cuộc đời thật vô nghĩa? Bạn chán nản trước những khó khăn? Bạn vô cảm với mọi thứ? Cảm giác trống rỗng là một triệu chứng cho thấy bạn không có mục tiêu đủ quan trọng cho mình. Mục tiêu là bản đồ dẫn đường và cho bạn thấy điều gì là có thể trong đời. Mục tiêu giúp bạn biến năng lượng thành hành động. Khi không có mục tiêu rõ ràng, chúng ta trung thành tới mức kỳ lạ với những việc uổng muỗng thường ngày, cho tới khi chúng ta trở thành nô lệ của chúng. Đôi khi sự bận rộn khiến bạn lầm tưởng rằng mình đang có một cuộc đời ý nghĩa. Bận rộn không là không đủ. Con kiến cũng bận rộn. Câu hỏi là bạn bận rộn vì cái gì? Con người là loài động vật tìm kiếm mục tiêu. Cuộc đời bạn chỉ có ý nghĩa nếu bạn vươn ra hướng đến những mục tiêu của mình. Những ai nói rằng cuộc sống không đáng giá, thực ra bản thân họ không có mục tiêu cá nhân nào đáng giá. Luôn luôn bắt đầu bằng sự kết thúc, nghĩa là tất cả đều ở trong tâm trí. Đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Bạn biết mình muốn gì là bước đầu tiên để tiến tới nó. Chúng ta được tạo ra để chinh phục thử thách, giải quyết rắc rối và đạt được mục tiêu. Chúng ta không tìm được hạnh phúc trong đời nếu không có thử thách để chinh phục và mục tiêu để vươn tới. Người không có mục tiêu cũng giống như con tàu không có bánh lái. Nó có thể tiến tới, quay lui hoặc xoay vòng vòng. Không ai có thể đoán được hướng đi của nó. Nhưng có một điều rất rõ ràng, nó là con tàu vô chủ. Có hai ngày quan trọng nhất trong một đời người: ngày bạn được sinh ra và ngày bạn tìm ra mục tiêu cuộc đời của mình. Bạn xem video này tức là ngày trọng đại đầu tiên đã qua. Vậy còn thời khắc trọng đại thứ hai thì sao? Cuộc đời không thể trọn vẹn nếu thiếu mục tiêu.